Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 159. Ở cuối tập trước, sau khi chợt tam thần quân ba người đồng thời nhìn về phía đấu thần liên minh Tôn Ninh. Giờ phút này sắc mặt của hắn rất là khó coi, cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên tàng vương đồ đệ là Tiêu Viêm nữ nhi sự tình. Hay là bởi vì hình ảnh kia bên trong lại có một đội người bị Tiêu Viêm diệt đội một chuyện, sắc mặt lộ ra âm trầm đáng sợ. Chẳng qua thật đúng là nhờ có minh giới. Nếu không hiện tại thật đúng là không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng đấu thần liên minh chống địch, chỉ có minh giới không sợ hắn, Tiêu Viêm như thật cùng minh giới có quan hệ. Đối toàn bộ đại cục đến nói, lại là một tin tức tốt, chẳng qua đối cổ thần điện đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tam thần quân đều là thở dài một hơi, tuy là tin tức tốt, nhưng lại làm cho bọn họ cao hứng không nổi. Rậm rạp trong rừng, cự thụ đứng vững trực trùng vân tiêu, tán cây gần hồ tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ che đậy, đen kịt một màu bên trong, chỉ có thể nghe được rì rào thanh âm. Chẳng qua ma hồn thú số lượng dường như ít đi rất nhiều, bởi vì nhóm ba cũng đã tiến vào huyễn cảnh, tại khổng lồ nhân số phía trên, ma hồn thú cũng bị chém giết hầu như không còn. Mà Tiêu Viêm dẫn đầu vô ý chiến đội, lúc này ngay tại một chỗ tương đối an toàn trong sơn động, Tiêu Viêm dùng hỏa quang chiếu vào nhìn xem địa đồ. Vị trí của chúng ta đã tiến vào vòng trong, chẳng qua khoảng cách hạch tâm thông thiên trụ còn cách một đoạn. Từ trên bản đồ đến xem, vòng trong còn có rất nhiều ẩn nấp cổ linh tuyền, đối tu luyện đều là có trợ giúp rất lớn. Chúng ta trước đó chính là bốn sắc cổ linh tuyền. Hiệu quả đều đã rất không tệ, nếu là có thể tìm được ngũ sắc hoặc là lục sắc, thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Tiêu Viêm thấp giọng nói, vây quanh tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Tại giải quyết rơi sạch đầu nhóm người kia mang tới phiền phức về sau, Tiêu Viêm một đoàn người hiển nhiên cũng không tiếp tục làm cái gì kéo dài, mà là lập tức lên đường, dù sao bây giờ huyễn cảnh đã hoàn toàn mở ra, tất cả đội ngũ đều toàn bộ tiến vào trong ảo cảnh. Như vậy tiếp xuống tài nguyên tranh đoạt sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, có chút tài nguyên nếu như bỏ lỡ, cũng quá đáng tiếc một chút. Ngay tại trên bản đồ, cách chúng ta chỗ không xa, liền ghi rõ có một cái năm sắc cổ linh tuyền, không biết có hay không bị người khác chiếm đoạt. Nhưng từ chúng ta tiến vào hoàn cảnh cho tới bây giờ đều không chút chậm trễ, có thể cái này cổ linh tuyền vẫn còn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiêu Viêm đối đám người chỉ trên bản đồ đánh dấu, liền tiếp tục nói, chẳng qua Tiêu Viêm tự nhiên cũng không phải tin hoàn toàn bản đồ này. Bởi vì lúc trước trong sơn cốc bốn sắc cổ linh tuyền, liền cũng không có tại trên địa đồ có đánh dấu, cho nên cũng không phải là nói. Khối địa đồ này cũng không phải 100% chính xác, mà đánh dấu ra tới cổ linh tuyền, Tiêu Nghĩ tình nguyện tin tưởng là thật. Nếu như cổ linh tuyền là thật, như vậy liền có một vấn đề, tất cả có được địa đồ người đều biết cái này cổ linh tuyền, như vậy đánh dấu ra tới mục đích chỉ có một cái. Gia tốc tranh tài, gia tốc đội ngũ ở giữa chiến đấu. Chẳng qua sát xem xét, Tiêu Viêm bọn hắn là khoảng cách gần đây, chính là cái này ngũ sắc cổ linh tuyền, như là đã đến nơi này, nếu là không đi nhìn một cái, không khỏi cũng quá sợ một chút. Bây giờ vô ý chiến đội thực lực lại lần nữa được tăng lên, đầu tiên là Tiêu Viêm đột phá đến 3 tinh đấu tiên. Tiếp theo chính là Long Ý cùng Long Thế Thiên phân biệt đạt tới 2 tinh đấu tiên cùng nhất tinh đấu tiên đỉnh phong. Mà những người còn lại, chính là có mấy người đều đạt tới cửu tinh đỉnh phong, nếu là có đầy đủ tài nguyên, có càng cường đại của linh tuyền làm chèo chống. Vô ý chiến đội có lẽ còn có thể nhiều tên đấu tiên, chỉ có như vậy mới có cơ hội đi đối mặt một chút trung đẳng dưới không đội ngũ. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu nhất chính là huyết thần giới cùng đấu thần liên minh, ở đây bên ngoài còn có một cái thế lực cũng là để Tiêu Viêm trong lòng còn có kiêng kỵ. Vạn Ma Điện, Tiêu Viêm giờ phút này cũng còn quên không được, tại phòng đấu giá chỗ cảm thụ đến kia một tia cảm giác quen thuộc. Mà cái kia cảm giác, Tiêu Viêm trong lòng cũng là có chút suy đoán, nhưng bây giờ còn không dám xác định là thật hay không. Cái này ba cái thế lực nếu là một khi chính diện đụng tới, chiếu bây giờ vô ý chiến đội thực lực đến xem, chiến thắng tỷ lệ cũng không lớn, thậm chí còn khả năng toàn quân bị diệt. Cho nên Tiêu Viêm hiện tại mục tiêu là tìm tới càng nhiều của linh tuyền, tận lực đi tăng lên đội ngũ thực lực mới là về sau gặp được cái này ba chi thế lực cường đại thủ thắng mấu chốt. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm tiếp tục mang theo đội ngũ hướng phía chỗ sâu tiến lên, hắc ám trong rừng rậm. Ngẫu nhiên có thể gặp được một chút khí tức, nhưng đôi bên đều tuyệt không giao thủ, mà là riêng phần mình đi xa. Tại không có lợi ích hấp dẫn cùng xung đột hạ, bình thường đều sẽ không dễ dàng bộc phát chiến đấu. Bởi vì một khi triển khai chiến đấu, kỳ thực chính là một loại bản thân bại lộ, sẽ hấp dẫn thế lực khác tới. Trong bóng đêm, muốn ngư ông đắc lợi thế lực không phải số ít. Cho nên tùy tiện bộc phát chiến đấu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Theo không ngừng xâm nhập, bốn phía chiến đấu thanh âm càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu gặp phải một chút chiến đấu qua tình cảnh, có một phương thắng, cũng nhất định có một phương bại, mà bại người đều là biến làm chân cụt tay đứt, máu thịt be bét, khắp nơi là thi thể tách rời. Tình cảnh máu tanh không đành lòng nhìn thẳng, chẳng qua Tiêu Viêm bọn hắn thấy qua loại tràng diện này không phải số ít, đã không quan trọng. Bọn hắn đều là đến tranh đoạt cổ linh tuyền người. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là không khỏi cảm khái. Cổ linh tuyền đã bị đều hấp thu, tình cảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Có chút cổ linh tuyền chiến đấu không ngừng phát sinh một lần, thậm chí là mấy chi đội ngũ cộng đồng tranh đoạt.
tử thương cũng là cực kỳ thảm trọng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, sinh tồn là thứ nhất pháp tắc. Mà cường đại là sinh tồn tiếp duy nhất phương thức, hoặc là so địch nhân càng mạnh, hoặc là chính là trở thành thủ hạ vong linh. Tiêu Viêm nhẹ nói, ở đây không ai có thể cam đoan mình có thể thuận lợi đi đến cuối cùng. Ai cũng không chừng sau một khắc sẽ không trở về xuất hiện cái gì cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Vô ý chiến đội tất cả mọi người là biết được, nếu không phải có Tiêu Viêm, bọn hắn căn bản không có khả năng đi đến hiện tại. Đương nhiên, đám người cũng đang không ngừng cố gắng tăng lên mình thực lực. Tiêu Viêm cũng không có ở đây lưu thêm ý tứ, vung tay lên chính là lướt nhanh ra. Cấp tốc rút lui, âm thanh xé gió cũng là dẫn tới trong bóng tối một chút băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng đều không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì, phía sau từ từ có lít nha lít nhít đội ngũ đuổi theo, quanh mình không thiếu một chút nhị sắc tam sắc của linh tuyển xuất hiện. Các loại tranh đấu điên cuồng diễn ra, chỉ là ngắn ngủi số khắc đồng hồ, Tiêu Viêm một đám chính là nhìn thấy gần 10 đợt tranh đấu. Vì cổ linh tuyển đều là liều ngươi chết ta sống, loại kia bầu không khí mơ hồ có loại để người điên cuồng cảm giác. Tất cả mọi người chú ý, phía trước chính là năm sắc cổ linh tuyển vị trí, chỉ sợ có chút đội ngũ đã sớm đến. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đoạt, không có thương hại, chỉ có sinh tử. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi ra, bởi vì nơi này tất cả đội ngũ đều muốn lấy được cổ linh tuyển, mượn nhờ cổ linh tuyển lực lượng, từ đó để thực lực bản thân cấp tốc đề cao, đạt tới đường dễ vượt qua hiệu quả. Đây là chúng ta phát hiện ra trước, dựa vào cái gì muốn chúng ta từ bỏ? Lúc này, đối diện cũng là truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh. Bên này cầm đầu là một nam một nữ, đôi bên đều không chịu nhượng bộ, hai bên chỗ phát ra khí thế đều là không yếu. Càng là lực lượng ngang nhau, như một khi đánh, tất nhiên hai bên đều sẽ bị tổn thương. Chẳng qua nơi này vị trí đã tương đối lệch sâu, có thể qua lại tới đây đội ngũ phần lớn không kém. Một chút đội ngũ có lẽ lần thứ nhất gặp mặt lúc nó còn chưa đủ mạnh, nhưng là tại cái này kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại huyễn cảnh bên trong, cung cấp lượng lớn có thể tăng thực lực lên của linh tuyền, hoặc là khác kỳ vật có thể sẽ xuất hiện thực lực bạo tăng tình huống, đây cũng là tia không hề thấy quái lạ. Đạt được kỳ ngộ về sau lại xuống một lần gặp mặt lúc một chút không đáng chú ý đội ngũ, có lẽ có thể sẽ biến thành cực kỳ khó giải quyết đối thủ, đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Chung quanh cây cối trở nên càng thêm rậm rạp lên, phía trước dường như cũng còn không có người đặt chân, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô ý chiến đội tất cả mọi người tốc độ đều dần dần thả chậm lại, mà mấy đạo trò chuyện âm thanh truyền ra. Bốn phía thỉnh thoảng có cuồng bạo tiên tri nguyên khí chấn động lan tràn ra, hiển nhiên phía trước có tình huống, tòa này năm sắc cổ linh tuyền đã bị người nhanh chân đến trước. Thanh âm này nghe có một ít quen thuộc. Theo chậm rãi tới gần, trò chuyện thanh âm cũng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắc ám xâm lâm bên trong, cự thụ quay quanh, đứng vững ở chung quanh. Mà tại hắc ám phía dưới, có một đầm nước suối đang phát ra ôn nhuận sáng bóng. Mà lúc này, mơ hồ có thể qua trông thấy tại nước suối bên cạnh đứng lặng lấy đông đảo bóng người, một chút tiếng ồn ào cũng là không ngừng từ đó truyền ra. Ánh mắt rút ngắn thì là có thể nhìn thấy, tại nước suối cái khác trên đất trống, có hai đội nhân mã chính nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí cũng là tiễn nỏ nhổ trương. Xem ra hôm nay không chiến cái ngươi chết ta sống, là ai cũng không chịu buông tay cái này năm sắc cổ linh tuyền. Nước suối bên cạnh, ẩn ẩn có một đạo thanh âm tức giận truyền ra, mà đôi bên đều là không có muốn lui bước ý tứ. Tiêu Viêm một đám đã là tiếp cận, ánh mắt vượt qua nhóm người kia, Tiêu Viêm trông thấy hai cái quen thuộc khuôn mặt. Nhìn kỹ lại, đương nhiên đó là tại cự hình lỗ sâu Hắc Sơn Thần Quân di tích chỗ gặp qua Trạch Dịch cùng Ôn Tề hai người. Bọn hắn dẫn đầu đội ngũ đang cùng mặt khác Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ thấy qua đội ngũ phát sinh xung đột, ngay tại tranh đoạt cái này năm sắc cổ linh tuyền. Tiêu Viêm một đám ẩn nấp tại hắc ám bên trong, tại Hạ Tăng Huy cùng Tiêu Viêm hai người cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực dưới, hai đội nhân mã cũng không từng phát hiện Tiêu Viêm một đám. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm, động thủ đi. Trạch Dịch chậm âm thanh mở miệng. Tại nó trên thân, đúng là bộc phát ra bốn tinh đấu tiên khí thế, theo khí thế tràn ra, đối diện đội ngũ chính là sắc mặt biến hóa. Mà Trạch Dịch cùng Ôn Tề ánh mắt đều tràn ngập chưa tức nhìn chằm chằm đối phương nhân mã, có loại mèo hí chuột cảm giác. Lúc đầu, chúng ta là có thể tha các ngươi một mạng, bản không muốn cùng ngươi nhóm dây dưa. Nhưng là các ngươi lại là rượu mời không uống, hết lần này tới lần khác muốn ăn cái này phạt rượu, như vậy chúng ta liền dựa vào thực lực đến quyết định cái này năm sắc cổ linh tuyền thuộc về đi. Trạch Dịch cười tủm tỉm nói. Đáng ghét, nữ tử thấp giọng chửi rủa nói. Lang Phỉ quên đi thôi, bọn hắn có bốn tinh đấu tiên, cái này năm sắc cổ linh tuyền chúng ta không cần cũng được, tại đi tìm chính là. Tên là Lang Phỉ nữ tử một bên nam tử thì là nhíu mày, dường như cũng không nguyện ý cùng Trạch Dịch bọn hắn giao thủ. Cái này cổ linh tuyền để các ngươi chính là, chúng ta không muốn. Nam tử trầm giọng nói, hắn đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng là nhìn về phía Trạch Dịch, nó tán phát bốn tinh đấu tiên khí thế chấn nhiếp nơi này tất cả mọi người. Hiển nhiên, Trạch Dịch cùng Ôn Tề nhất định là tại hắc ám xâm lâm ở bên trong lấy được một chút tạo hóa. Thực lực cũng là so tại cự hình lỗ sâu bên trong gặp được Tiêu Viêm bọn hắn lúc trở nên mạnh hơn. Khi đó bọn hắn chẳng qua 3 tinh đấu tiên, nhưng bây giờ lại là đã đột phá đến 4 tinh đấu tiên, loại này tốc độ tu luyện đã là phi thường nhanh chóng, cho nên tại cái này bên trong ảo cảnh,
chỗ tồn tại cơ duyên là đủ để một chút đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn chính là có thể làm được phi tốc trưởng thành. Thực lực nháy mắt mạnh lên khả năng, cho nên nơi này không có tuyệt đối cường giả, chỉ có càng mạnh. Cho nên, cho dù là Lăng Phỉ Chi đội ngũ này dẫn đầu phát hiện cái này năm sắc cổ linh tuyền, nhưng đột phá đến 4 tinh đấu tiên trạch dịch, càng là không đem những đội ngũ này đem thả tại trong mắt, mà lại, cái này vốn cũng không có cái gì tới trước được trước đạo lý, chỉ có nắm đấm của ai cứng rắn chính là ai đạo lý. Trạch dịch chi đội ngũ này thu hoạch được tạo hóa về sau, đã là trở nên tương đương cường hoành. Lại nhìn Lăng Phỉ bên này, thực lực mạnh nhất chẳng qua là Lăng Phỉ cùng nàng bên cạnh nam tử. Thực lực của hai người đều là 3 tinh đấu tiên trung kỳ trái phải, đối mặt 4 tinh đấu tiên, muốn khả năng chiến thắng tính cũng không lớn. Làm sao? Vừa mới ngang ngược đâu? Trêu chọc chúng ta, các ngươi còn muốn toàn thân trở ra? Trạch Dịch cười nhạt một tiếng, ngữ khí cơ rầm rĩ. Xem ở cái này ngũ sắc cổ linh là các ngươi phát hiện ra trước, ta cho các ngươi một lựa chọn. Đem các ngươi trên thân tất cả tiên nguyên khí đan giao ra, xéo đi nhanh lên, hoặc là chúng ta động thủ, đem các ngươi toàn giết, sau đó lại đoạt tới, như thế nào? Nghe được Trạch Dịch lời nói, nam tử trên mặt cũng là nộ khí hiện lên, nắm đấm lập tức thật chặt nắm lũng lên, một bên Lăng Phỉ thì là tức điên. Gương mặt xinh đẹp phía trên che kín nộ khí, sắc mặt phát lạnh định nhịn không được động thủ, nhưng lại bị nam tử cho một cái ngăn lại. Tức chết cô nãi nãi, Lăng Trần ca, chúng ta cùng một chỗ giết chết bọn chúng. Lăng Phỉ nghiến răng nghiến lợi đạo. Quá mức mạo hiểm, chúng ta cùng 4 tinh đấu tiên chiến đấu vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Lăng Trần khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn xem khí thế bàng bạc Trạch Dịch, cùng Trạch Dịch bên cạnh ánh mắt băng hàn Ôn Tề, nếu như bọn hắn động thủ, tỷ số thắng cơ bản là không. Mà lại Lăng Trần biết được, cho dù coi như phi thường kỳ tích chiến thắng Trạch Dịch bọn hắn, bốn phía cũng rất nhanh không ngừng có cường giả chạy đến. Đến lúc đó, lại như thế nào có thể qua chống cự, chẳng qua sẽ trở thành người khác ngư ông thủ lợi. Ngươi muốn tiên nguyên khí đan, cho ngươi là được. Lăng Trần sắc mặt biến huyễn, cuối cùng chán nản lắc đầu, trực tiếp khoát tay, lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên nạp giới. Còn tính là thức thời. Trạch Dịch cùng Ôn Tề đều là nhìn nhau cười một tiếng, đưa bàn tay ra, không chút khách khí đem Lăng Trần ném qua đến nạp giới nhận lấy, sau đó phất phất tay. Lười biếng nói, cút đi, thực lực không đủ, liền không muốn đối bực này đồ vật sinh ra ngấp nghé, một đám đến từ hạ đẳng dưới không phế vật, thật sự là đáng buồn mặt hàng. Lăng Trần song quyền nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, tản ra trận trận đau đớn, hắn biết, đây chính là cường đại cùng nhỏ yếu ở giữa tất nhiên sẽ sinh ra chênh lệch. Nếu như bây giờ Lăng Trần có 4 tinh đấu tiên thực lực, Lăng Trần tuyệt sẽ không như vậy uất ức giao ra tiên nguyên khí đan, nhưng cũng tiếc. Lăng Trần ánh mắt có chút ảm đạm, cũng không nói thêm lời, lôi kéo rất là bất mãn Lăng Phỉ chính là quay người mà đi, rõ ràng là bọn hắn phát hiện ra trước năm sắc cổ linh tuyền. Nhưng giờ phút này lại là bị người khác cho sinh sinh cướp đi, xoay người một cái chớp mắt, hơn 10 người đều như là chó nhà có tang, không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cổ Lam chiến đội hơn 10 người thấy thế, nhưng đều là nhịn không được đắc ý cười to, tiếng cười kia bên trong tràn ngập ngông cuồng cùng sảng khoái. Những cái này tiếng cười truyền vào Lăng Trần cùng Lăng Phỉ trong tai, giờ phút này phảng phất có đao kim châm trong tim một loại khó chịu. Mà theo Lăng Trần cùng Lăng Phỉ dẫn theo đội ngũ quay người chuẩn bị rời đi lúc, trước mặt hắc ám trong rừng rậm, lại là có vài chục đạo thân ảnh từ cự thụ về sau chậm rãi đi ra. Thuận thân ảnh nhìn lại, cái này mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng, người cầm đầu kia, một thân phiêu giật áo đen, thon dài dáng người. Ở hắc ám bên trong, giống như có thể tại nó trong con ngươi nhìn thấy tia sáng. Các ngươi cũng tới từ hạ đẳng giới không? Tiêu Viêm bờ môi có chút mấp máy, sau đó nhẹ giọng hỏi. Cầm đầu Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là biến sắc, đây là trước sau bao bọc tiết tấu, nhìn như vậy đến, bọn hắn hôm nay là đi không nổi. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người lập tức hiện ra sát ý. Hạ đẳng giới không lại như thế nào, hôm nay cho dù chết, ta cũng phải để các ngươi lột một tầng da. Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn. Đừng kích động, chúng ta cũng là đến từ hạ đẳng giới không, đã năm sắc cổ linh tuyền là các ngươi phát hiện, không bằng chúng ta liên thủ đoạt tới, hai chúng ta chi đội ngũ chia đều được chứ. Tiêu Viêm nhìn đem bọn hắn nhận làm là cùng Cổ Lam chiến đội đồng bọn hai người, chính là mỉm cười, hòa hoãn giải thích nói. Lăng Trần bỗng nhiên sững sờ, nói chính là lôi kéo Tiêu Viêm muốn đi. Nha, chờ một chút, còn có thể cứu binh. Giờ phút này, Trạch Dịch cùng Ôn Tề phát hiện thêm ra người tới ảnh, chính là lập tức quát bảo ngưng lại, nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói. Hỏng bét, huynh đài tranh thủ thời gian chạy đi, ngay trong bọn họ có 4 tinh đấu tiên, là trung đẳng dưới không Cổ Lam chiến đội. Cho dù chúng ta liên thủ cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ, mà lại bọn hắn chí ít có 2 tên 4 tinh đấu tiên. Lăng Trần nói, chính là kéo Tiêu Viêm ống tay áo. Mà Tiêu Viêm thì là một cái khoác lên đến Lăng Trần trên bờ vai, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này tuấn lãng nam tử, trên mặt đúng là không sợ hãi chút nào. Là các ngươi phát hiện năm sắc cổ linh tuyền, vì sao muốn nhường? Tiêu Viêm cũng không để ý tới âm dương quái khí, chỉ là nhìn xem Lăng Trần, thản nhiên nói. Bọn hắn có 2 tên 4 tinh đấu tiên. Lăng Trần nắm đấm nắm chặt, thanh âm khàn khàn nói, hắn đang suy nghĩ thời khắc này chật vật cùng không chịu nổi.
Nhưng trước mắt cái này đồng dạng cũng là ba tinh đấu tiên nam tử, trên mặt lại là một bộ bình thản ung dung biểu lộ. Tiêu Viêm nhìn qua trên mặt cười khổ bất đắc dĩ Lăng Trần cùng Lăng Phỉ, bởi vì thụ uất ức, Lăng Phỉ cũng là hốc mắt có chút phiếm hồng. Tiêu Viêm nhìn qua hai người thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay vỗ nhẹ Lăng Trần bả vai, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía nơi xa năm sắc cổ linh tuyền một bên khí thế kinh người một đám. Ta nói, cái này năm sắc cổ linh tuyền là các ngươi phát hiện, nếu là dạng này liền chấp tay nhường cho người, có phải là quá thật mất mặt. Hiện tại ta có thể giúp các ngươi, có dám hay không đem mình mất đi tiên nguyên khí đan cùng cái này năm sắc cổ linh tuyền cho cướp về. Nghe vang lên bên tai nhẹ giọng, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là khẽ giật mình, chợt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua kia ngậm lấy một vòng ý cười nam tử, con mắt nháy mắt đỏ bừng, cắn răng một cái. Lăng Trần nặng nề gật đầu. Đã như vậy, muốn để bọn hắn biết được, chúng ta hạ đẳng dưới không cũng không phải dễ khi dễ. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là gật gật đầu, mà dạng này càng là thuận Lăng Phỉ bản ý, bị người khác tùy ý chà đạp cảm giác, nàng thật nhịn không đi xuống. Nhìn qua Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người một mặt uất ức, muốn bộc phát cảm xúc, Tiêu Viêm trên mặt kia bôi nụ cười cũng là càng thêm nồng đậm, cười nói, có thể tin qua ta. Huynh đài đã dám ra mặt, liền nhất định bất phàm, ta tin ngươi. Lăng Trần nhìn xem Tiêu Viêm, thở dài ra một hơi, bọn hắn vốn là muốn ly khai, mà Tiêu Viêm một đám đột nhiên xuất hiện thì là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu là Tiêu Viêm không có thực lực, cũng không sẽ dám ra tới quấy nhiễu việc này, dù sao lần này vũng nước đục cá cũng không có tốt như vậy giờ, không cẩn thận thế nhưng là sẽ mất mạng. Huống chi, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều cảm giác vô cùng uất ức, nếu là có người hỗ trợ, việc này cớ sao mà không làm. Mà lúc này, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ xoay người, nhất thời đằng đằng sát khí, nhìn qua đột nhiên từ chó nhà có tang trở nên tràn ngập sát khí hai người. Hiển nhiên là không rõ vì sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mặt sau này đến cái này mấy chục đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chẳng lẽ có giúp đỡ? Ôn Tề mày nhăn lại. Cái gì giúp đỡ? Chỉ là lại tới một đám cặn bã, nơi này khí tức không có người nào đạt tới bốn tinh đầu tiên. Trạch Dịch thì là cười lạnh một tiếng, xem thường nói. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc vào Trạch Dịch cùng Ôn Tề, sau đó tại hơn 10 người ở giữa, nhường ra một cái thông đạo, bị cổ linh tuyền nhàn nhạt ánh sáng nhạt chiếu xuống. Một đạo thon dài thân ảnh, lay động lấy ngón tay thon dài, phát bỗng nhúc nhích cái trán tán loạn sợi tóc, một khuôn mặt tại năm sắc cổ linh tuyền kia ô nhuận sáng bóng chiếu rọi xuống, hiển lộ ra. Một đạo lệnh Trạch Dịch cùng Ôn Tề có chút quen thuộc khuôn mặt cùng thanh âm, chậm rãi từ đạo thân ảnh này bên trong truyền ra. Hai vị, đã lâu không gặp, làm sao vẫn là thích làm bực này đánh cướp người khác chi ăn bọn chuột nhất đâu. Tiêu Viêm khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia một đôi trong con ngươi đen nhánh, hình như có hồ quang điện hiện lên, Trạch Dịch cùng Ôn Tề thân thể như là bị định trụ, hai người hai con ngươi gần như đều là đồng thời co rụt lại. Không, vô ý chiến đội. Sau một lát, Trạch Dịch thanh âm mới là mang theo khàn khàn chậm rãi lên tiếng. Mà cái tên này, phảng phất đang giờ phút này như sấm bên tai, liền Lăng Trần cùng Lăng Phỉ tất cả giật mình. Đứng tại phía sau Tiêu Viêm bọn hắn, nhìn xem cái này đạo thon dài thân ảnh, lập tức đúng là có một loại vĩ ngạn cảm giác. Bởi vì, vô ý chiến đội đánh bại đấu thần liên minh năm tinh đấu tiên Khương Nhai, giải cứu vô số hạ đẳng dưới không, bao quát một chút trung đẳng dưới không, Cổ Lam chiến đội cũng ở trong đó. Dù sao không phải tất cả trung đẳng dưới không đều có thể từ thứ hai thông đạo phong thần lăng bên trong thông qua, một chút hạng chót trung đẳng dưới không cũng chỉ có thể từ thiên tinh thành mà tới. Vô ý chiến đội cái tên này, tại Hồng Mông Tinh, năng lượng bảng xếp hạng qua thứ nhất, Chu Tước trong điện, càng là có ngạo nhân thành tích. Xếp tại thứ hai, có thể nói là khinh thường quần hùng, đem một vài cường đại trung đẳng dưới không đều là sinh sôi dẫm tại dưới chân. Mà dạng này một chi đội ngũ, đúng là khó mà tin nổi là từ dưới chờ dưới không mà đến, vô ý chiến đội xuất hiện. Không thể nghi ngờ là cho tất cả đến từ khi hạ đẳng dưới không mà đến đội ngũ một cái tốt nhất thuốc trợ tim. Ai nói đến từ hạ đẳng dưới không liền tất cả đều là kẻ yếu, bây giờ, vô ý chiến đội chính là kia một con ngựa ô. Một chi từ dưới chờ dưới không mà đến đội ngũ, sinh sôi sáng tạo rất nhiều không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Mà tại tranh tài sau khi bắt đầu, vô ý chiến đội đánh bại Chiến Phẫn Vương Triều một chuyện cũng là truyền khắp ra. Những cái này tại nguyên bản trong nhận thức biết căn bản chuyện không thể nào, vô ý chiến đội lại là sinh sôi làm được. Tiêu Viêm lời nói, lệnh Trạch Dịch cùng Ôn Tề đều là thân thể cứng đờ, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Không cần e ngại, ta nhìn hắn có thể chém giết Khương Nhai nhất định là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt, nghĩ đến cũng không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Bây giờ bọn hắn bên cạnh cũng không có kia hai con hung thú, hiện tại xem ra, bọn hắn chẳng qua chỉ là một chi thực lực trung dung đội ngũ thôi. Trạch Dịch lập tức nói, hắn cảm thấy, loại lực lượng kia, không thể nào là Tiêu Viêm có thể có được, càng không khả năng thi triển lần thứ hai. Mặc dù Trạch Dịch cho sau lưng đám người đánh động viên, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm mạnh mẽ đem năm tinh đấu tiên Khương Nhai oanh thành thịt nát. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến từ trung đẳng dưới không đến tục cùng là cho ngươi mang đến bao nhiêu cảm giác ưu việt. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, mà sau lưng tăng thêm Lăng Trần đội ngũ, chừng 30 mấy người. Đối mặt Cổ Lam chiến đội, nhân số trọn vẹn nhiều một nửa,
từ nhân số bên trên đã là chiếm cứ ưu thế. Chẳng qua tại Trạch Dịch dẫn đầu dưới, bọn hắn cũng không có muốn thối lui ý tứ, Trạch Dịch ánh mắt ngược lại là trở nên tàn nhẫn lên. Đã tìm tới cửa, như vậy tại lỗ sâu trong di tích thu hoạch phải đồ vật, các ngươi đều phun ra đi, ta không tin, ngươi còn có thể có oanh sát năm tinh đấu tiên thủ đoạn. Trạch Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên 10 phần ghi hận Tiêu Viêm bọn hắn. Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tị húy nhẹ gật đầu, trả lời, ngươi đoán không sai. Loại lực lượng kia ta đích xác chỉ có một lần, chẳng qua ngươi cũng quá đề cao mình một chút, đối phó ngươi ta còn thực sự không cần đến. Theo Tiêu Viêm mỉa mai lời nói ra, Trạch Dịch sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống, chẳng qua nghe được Tiêu Viêm xác định hắn phỏng đoán, tại hắn cho rằng chỉ cần không có như vậy lực lượng. Tiêu Viêm căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, dù sao bây giờ hắn đã đột phá đến 4 tinh đấu tiên, đã là có đầy đủ tự tin chém giết Tiêu Viêm. Bọn hắn 3 tên 3 tinh đấu tiên, còn lại đều là lâu la, nhân số cũng không phải thủ thắng mấu chốt, cuồng vọng hạng người. Lung tung ra vẻ ta đây cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, không có như vậy lực lượng, ngươi cho rằng ngươi thật nhiều mạnh à. Trạch Dịch nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ là cười cười, nếu là Trạch Dịch nhìn thấy vô ý chiến đội vừa mới chém giết 4 tinh đấu tiên đầu chọc cùng hơn 30 tên một. Hai tinh đấu tiên sự tình, chỉ sợ Trạch Dịch liền không có lá gan này đối Tiêu Viêm nói lời như vậy. Đồ chán sống, hôm nay liền đem đồ vật đều phun ra đi. Trạch Dịch ánh mắt sâm lãnh sắc bén từ Tiêu Viêm trên thân đảo qua, khóe miệng cũng là nâng lên một vòng vẻ đam chiêu. 4 tinh đấu tiên khí thế ầm vang bộc phát, khóe miệng vẩy một cái, tiếp tục nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ta là 4 tinh đấu tiên à? Trạch Dịch lời nói xong, Ôn Tề ở một bên cũng là bước chân có chút nhô ra, khí thế trên người cũng là ầm vang bộc phát. Từ tiên chi nguyên khí ngơ ngác trình độ, chính là có thể nhìn ra, Ôn Tề lại cũng là đột phá đến 4 tinh đấu tiên. Cục diện bây giờ, có 2 tên 4 tinh đấu tiên, mà thực lực thế này, so với vừa mới chỉ có 1 4 tinh đấu tiên đội ngũ, muốn khó đối phó hơn một chút. Các huynh đệ, có người muốn ước lượng một chút chúng ta Cổ Lam chiến đội thực lực năng lực. Chúng ta cũng không thể để bọn hắn xem nhẹ, nếu không ta sừng sững cùng trung đẳng giới không Cổ Lam giới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trạch Dịch bàn tay có chút nâng lên, mênh mông tiên chi nguyên khí mãnh liệt mà ra, xoay quanh bên cạnh hắn, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Trạch Dịch sau lưng một đám cũng là khí thế ngơ ngác, nhao nhao tràn ngập sát ý, trong tay đều là xuất hiện vũ khí, đã làm tốt tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Trạch Dịch nhìn về phía sau Tiêu Viêm, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người, trên mặt đã là hiện ra vẻ dữ tợn, nhếch miệng điềm nhiên nói, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nếu như các ngươi hiện tại xéo đi, ta có thể suy xét bỏ qua các ngươi, nếu là cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau chịu chết, ta cũng không để ý đem các ngươi cùng một chỗ diệt trừ. Trạch Dịch lời nói mới ra, nghe vậy Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người liếc nhau, đều là hướng phía trước một chạm, cùng Tiêu Viêm song song lại với nhau. Trong ánh mắt không có chút nào lùi bước ý tứ, Trạch Dịch lời nói đã nói đến mức này, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hướng phía trước một bước này, thái độ đã rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không trốn tránh, mà là lựa chọn ứng chiến, đương nhiên, biết được Tiêu Viêm bọn hắn là vô ý chiến đội về sau, càng là cho bọn hắn một cái tốt nhất thuốc trợ tim. Hạ đẳng giới không cũng không phải dễ khi dễ, muốn chiến liền chiến. Lăng Trần bá khí lộ ra ngoài tiếng nói chậm rãi truyền ra, mà sau người đội viên cũng là nhao nhao đứng tại sau người. Tăng thêm vô ý chiến đội, khoảng chừng 30 mấy người, loại kia khí thế, mỗi người trong ánh mắt tràn ngập chính là không sợ cùng phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn đều là đến từ hạ đẳng giới không, mà Trạch Dịch lời nói lại làm cho khiêu khích nơi này mỗi người. Lăng Trần dẫn đầu, bàn chân rơi trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đối mặt Trạch Dịch 4 tinh đấu tiên kia hung hãn khí thế, Lăng Trần ngược lại là không có chút nào nói nhảm. Cường hãn tiên chi nguyên khí cũng là từ Lăng Trần cùng Lăng Phỉ trên thân hai người phun trào mà ra. Loại kia cường hãn trình độ cũng là không hề yếu, bởi vì hai người đều là đạt tới 3 tinh đấu tiên trung kỳ. Các huynh đệ, cho ta làm thịt bọn hắn, không cần lưu tình, để bọn hắn biết được, ta Cửu Lê giới không cũng không phải ăn chay. Lăng Trần tiếng nói vừa dứt, sau lưng mấy chục đạo thân ảnh cũng là đột nhiên lướt ầm ầm ra, loại kia tiên chi nguyên khí chấn động. Đúng là đều là đạt tới nhất tinh đấu tiên, so với Tiêu Viêm đội ngũ, đều là muốn mạnh hơn không ít. Chi đội ngũ này, chỉ sợ tại hạ chờ giới không bên trong, cũng coi là cực kỳ ưu tú đội ngũ. Tiêu Viêm nhìn qua một màn này, chậm rãi cười nói. Xem ra bọn hắn cũng là bị buộc đến cực hạn, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chi đội ngũ này cũng đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, nhìn xem dẫn đầu xông đi lên Cửu Lê chiến đội, cũng là không khỏi tán thưởng nói. Chẳng qua dù sao Cổ Lam chiến đội có 2 tên 4 tinh đấu tiên, Cửu Lê chiến đội muốn đi chiến thắng Cổ Lam chiến đội, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng hiển nhiên, lần này chiến đấu không là một đối một, mà là 2-1. Tiêu thiếu, chúng ta muốn xuất thủ rồi sao? Khiêu chiến trong lòng bàn tay Hắc Thần Sơn đã đem ra, trong mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Đối với Trạch Dịch như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng hạ đẳng giới không lời nói, cũng là trêu đến Khiếu Chiến sinh lòng tức giận. Chi đội ngũ này thực lực quả nhiên không kém. Đôi bên nhân mã giao chiến lại với nhau, Trạch Dịch đứng lặng tại chỗ,
Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Tuyệt không động thủ, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn chăm chú qua, cùng Trạch Dịch ánh mắt lập tức trong không khí đụng vào nhau. Nhìn tới, mục tiêu của hắn là ta. Tiêu Viêm khóe miệng có chút nổi lên một chút biên độ, Long Ý cùng Long Thế Thiên thân hình cũng là hướng phía trước một chạm. Người này ta tới đối phó liền có thể, các ngươi đi giúp bọn hắn đi. Nơi xa, hai bên chiến đấu đã là hừng hực khí thế, nhưng Ôn Tề bốn tinh đấu tiên thực lực cũng là để Lăng Trần cùng Lăng Phỉ có chút khổ không thể tả, hai người liên thủ mới xem như miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng là vẫn ở thế yếu. Đám người đáp, nhất thời, dường như cũng là không kịp chờ đợi, thân ảnh lướt ầm ầm ra, thực lực mạnh nhất Long Ý cùng Long Thế Thiên thì là xông vào phía trước nhất. Có điều, khiêu chiến thì là không vui lòng, nương tựa theo thân xác cường hãn, cũng là xông vào phía trước nhất. Nguyên bản rơi vào thế yếu Lăng Trần, Lăng Phỉ Cửu Lê chiến đội, theo vô ý chiến đội gia nhập, từ nhân số bên trên, chính là chiếm cứ ưu thế. Chỉ có, kia bốn tinh đấu tiên Ôn Tề ở trong đó khuấy động phong vân, rất là khó đối phó. Chẳng qua Long Ý đã đột phá đến hai tinh đấu tiên, truyền thừa Hắc Long Vương Trúc Cửu Âm về sau, Long Ý theo thực lực tăng trưởng, truyền thừa cường đại cũng đang dần dần triển lộ ra. Đồng thời cùng hắn giống nhau là Long tộc Long Thế Thiên, cũng là đạt tới nhất tinh đấu tiên đỉnh phong, cả hai mặt ngoài thực lực muốn đi đối kháng một bốn tinh đấu tiên. Quả thực chính là nói chuyện viển vông, chẳng qua Long Ý cùng Long Thế Thiên hiển nhiên là dị loại, bởi vì Long tộc trời sinh chiến lực chính là tài năng xuất chúng. Bà nội hắn, Long Ý Thế Thiên, bàn hắn. Long Ý cùng Long Thế Thiên đều còn tại đứng lặng quan sát thế cục thời điểm, khiêu chiến đã là đột nhiên xông ra, như là một chi như đạn pháo, đánh phía Ôn Tề. Ha ha, một đấu đế, cũng dám đến bêu xấu, quả thực muốn chết. Ôn Tề nhìn xem xông lại khiêu chiến, phát ra một tiếng chế giễu hừ lạnh, vung tay áo bảo, chính là có một đạo kim toa hiện ra, hóa thành một vòng ánh vàng, đâm về khiêu chiến. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ cũng là chú ý tới khiêu chiến thực lực mới bất quá cửu tinh đấu đế, đây quả thực là đi chịu chết à. Ba tinh đấu tiên bọn hắn, đối phó đều là cực kỳ khó giải quyết, một bốn tinh đấu tiên, muốn miểu sát một đấu đế liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần cùng Lăng Phỉ ánh mắt hoảng sợ bên trong, khiêu chiến trong lòng bàn tay Hắc Thần Sơn lập tức hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Chỉ thấy khiêu chiến vung lên Hắc Thần Sơn chính là lung tung vung vẩy, bốn phía kình phong gào thét, xa xa đều có thể cảm nhận được Hắc Thần Sơn cực kỳ bất phàm. Một tiếng vang giòn, hóa ra là Ôn Tề kim toa đâm vào Hắc Thần Sơn bên trên, kia to lớn Hắc Thần Sơn ngăn trở hết thảy a, tại Ôn Tề ánh mắt ngưng lại bên trong. Khiêu chiến một tay kéo lấy Hắc Thần Sơn, bởi vì Hắc Thần Sơn to lớn, khiêu chiến thân ảnh cũng là lộ ra chỉ có một chút xíu. Khiêu chiến đột nhiên ném đi, Hắc Thần Sơn lập tức ngút trời mà dưới, từng tấc không khí đều bị nghiền ép phát ra trận trận âm bạo. Đầy người bắp thịt khiêu chiến, không sợ hãi chút nào, sau lưng mãnh hổ gào thét, lướt ầm ầm ra. Đấu đế, cũng có thể mạnh như vậy sao? Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người sắc mặt lúc này không biết là cỡ nào quỷ dị nhìn xem đem Ôn Tề áp chế khiêu chiến, khó có thể tin, oanh. Mà nhưng vào lúc này, khiêu chiến thân ảnh nhất thời bắn ngược mà ra, giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, trên người Hắc Thần áo giáp bị đâm xuyên một cái hố. Ôn Tề thân ảnh chậm rãi từ Hắc Thần Sơn về sau xuất hiện, ánh mắt băng hàn, nói, khí thế ngược lại là kinh người, chẳng qua chỉ thế thôi. Khiêu chiến bắn ngược thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một đôi hữu lực cánh tay ngăn tại phía sau hắn. Khiêu chiến đều không cần ngẩng đầu đi xem, chính là biết sau lưng nhất định là huynh đệ của hắn, không phải Long Ý chính là Long Thế Thiên. Vì cái gì nhiều lần Tư Thiếu đều có thể khoe khoang thành công, đến nơi này của ta cũng chỉ có bị đòn phần đầu. Khiêu chiến xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, trên mặt đúng là lộ ra hưng phấn nụ cười. Đồng loạt ra tay, giải quyết hắn. Long Thế Thiên gầm thét một tiếng, Long Ý vỗ nhẹ tại trong ngực hắn khiêu chiến, không có sao chứ. Khiêu chiến lập tức thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa lướt ầm ầm ra, trên mặt lộ ra tức giận, Long Ý, ngươi xem thường người, nói đùa, công kích như vậy làm sao có thể đánh bại ta. Nhìn xem lại lần nữa xông ra khiêu chiến, Long Ý cùng Long Thế Thiên đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình cũng là hơi chấn động một chút, lập tức lướt ầm ầm ra. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ cũng là không có chút nào do dự, cũng là đột nhiên xông ra, gia nhập vây quét Ôn Tề chiến đấu. Mà hai phe đội ngũ cũng là đan vào với nhau, mặc dù vô ý chiến đội cùng Cửu Lê chiến đội thực lực đều yếu kém, nhưng là nhân số cũng là có thể đền bù một chút thực lực. Ba mươi mấy người cùng mười mấy người chiến đấu, hiện tại đúng là duy trì trạng thái giằng co, đôi bên đều có thụ thương, chẳng qua đều không tan tác ý tứ. Mà Ôn Tề vốn có thể bằng vào tự thân bốn tinh đấu tiên thực lực tiến hành nghiền ép, nhưng là Lăng Trần cùng Lăng Phỉ ba tinh đấu tiên trung kỳ. Tăng thêm Long Ý, Long Thế Thiên cùng khiếu chiến ba tên đạn thịt, lệnh hắn trong thời gian ngắn cũng là thoát thân không ra. Mà năm sắc cổ linh tuyền bên cạnh, chiến đấu kịch liệt, nhưng duy chỉ có Tiêu Viêm cùng Trạch Dịch tại nhìn lẫn nhau, chưa từng động thủ. Trạch Dịch trên thân có nhàn nhạt tử hắc tia sáng hiện ra, nó cái chán đúng là xuất hiện một con giao long bộ dáng đồ án, hắn tiên tri nguyên khí đúng là như sương mù một loại chậm rãi khuếch tán ra. Mà theo tử hắc sương mù khuếch tán, ở phía sau hắn một đạo tinh hồng lưỡi rắn phun ra, chợt một viên giao đầu chậm rãi xuất hiện. Đây là Trạch Dịch đại đạo, cũng có lẽ chính là bản thể của hắn,
nhưng Tiêu Viêm đều cũng không thèm để ý. Thậm chí còn uể oải duỗi lưng một cái, sau đó cùng với không kiên nhẫn nhìn xem Trạch Dịch, nói, bốn tinh đầu tiên, thật nhiều mạnh à. Vì cái gì từng cái bốn tinh đầu tiên đều là bộ này vô địch bộ dáng, khiến người phiền não. Mạnh không mạnh, ngươi thử xem liền biết, tứ tinh cũng không phải ngươi cái này vừa mới bước vào ba tinh đầu tiên thực lực có thể so sánh với, nghiền ép ngươi cũng là tùy tiện sự tình. Lần này không có kia hai con hung thú trợ trận, như thế ngươi liền không có chỗ dựa, hiện tại tình hình chiến đấu, dường như ngươi còn muốn cùng ta đơn đấu, thật sự là đáng thương lại buồn cười. Trạch Dịch lạnh lẽo mở miệng, khuôn mặt phía trên càng là tràn ngập tự tin. Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Trạch Dịch bộ dáng, chậm rãi mở miệng, ngươi dạng này tự tin bộ dáng, trong mắt ta, càng giống là e ngại đến cực hạn về sau, cố giả bộ ra tới bộ dáng, bất luận thù hận, vạn giới tranh bá thi đấu chỉ luận sinh tử, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Tiêu Viêm ánh mắt cụp xuống, bàn tay một nắm, trên người hỏa diễm chính là phun ra ngoài, đem bốn phía hắc ám đều là xua tan ra. Nhưng Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm, tuyệt không thiếu đốt cây cối, bởi vì như vậy mới thật sự là đem vị trí cho để lộ ra. Nhìn qua Tiêu Viêm trên người hỏa diễm phun trào, Trạch Dịch khuôn mặt cũng là hiện lên một vòng hàn mang, bởi vì hắn bị Tiêu Viêm nói đúng, hắn sợ hãi. Làm sao có thể không sợ, chỉ là một hai tinh đấu tiên đánh nát qua năm tinh đấu tiên quái vật, nhưng là hắn biết. Trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp, mà lại đột phá đến tứ tinh sau càng là bị hắn một vòng tự tin. Trạch Dịch hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhanh chân đi ra, cười lạnh nói, không biết ngươi có thể nghe nói qua, đấu thần liên minh đã thả lời nói. Ai có thể giết chết các ngươi, ai liền có thể trực tiếp gia nhập đấu thần liên minh, thậm chí tiếp xuống tranh tài đều có thể không cần tham gia. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, xem ra, tại hắn oanh sát Khương Nhai về sau, đấu thần liên minh phái ra bóng đen ám sát bọn hắn thất bại. Tôn Ninh hiển nhiên tuyệt không đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho chiến đội, Tôn Ninh tuyệt không cho phép đấu thần liên minh sẽ có dạng này sỉ nhục sự tình tồn tại. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát vô ý chiến đội. Như vậy xem ra, ngươi thật giống như cũng rất muốn gia nhập đấu thần liên minh. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói. Trạch Dịch không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, hắn chỗ dưới không tên là Cổ Lam, cũng là một cái trung đẳng dưới không, chẳng qua cùng so sánh. Đấu thần liên minh loại thực lực này, coi như một chút thượng đẳng dưới không đều là đối nó kiêng dè không thôi, dạng này một tòa chỗ dựa, có ai không nghĩ gia nhập đâu. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, xem ra, tại hắn đánh bại Khương Nhai về sau, đấu thần liên minh phái ra bóng đen ám sát hắn cũng thất bại. Tôn Ninh hiển nhiên tuyệt không đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho đấu thần liên minh chiến đội. Tôn Ninh tuyệt không cho phép đấu thần liên minh sẽ có dạng này sỉ nhục sự tình tồn tại. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát vô ý chiến đội. Như vậy xem ra, ngươi thật giống như cũng rất muốn gia nhập đấu thần liên minh. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói. Trạch Dịch không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, hắn chỗ dưới không tên là Cổ Lam, cũng là một cái trung đẳng dưới không, chẳng qua so sánh đấu thần liên minh mà nói. Lấy đấu thần liên minh loại thực lực này, coi như một chút thượng đẳng dưới không đều là đối nó kiêng dè không thôi, dạng này một tòa núi dựa lớn, có ai không nghĩ gia nhập đâu. Chẳng qua so sánh với gia nhập đấu thần liên minh, nếu như có thể đem các ngươi diệt đi, ta nghĩ ta có thể được đến càng nhiều lựa chọn. Trạch Dịch cười lạnh, mở miệng nói ra. Trong miệng hắn càng nhiều lựa chọn, tự nhiên là một chút càng cường đại giới không, chẳng qua đấu thần liên minh như vậy thế lực. Cho dù ôm đồng toàn bộ vạn giới, đều là số một số hai tồn tại, muốn đi vào đấu thần liên minh cường giả đã là nhiều vô số kể, đương nhiên. Cũng có một chút thượng đẳng giới không thực lực bất phàm, nguyên nhân chính là như thế, đấu thần liên minh tuyệt không chân chính làm được một nhà độc đại. Dù cho đấu thần liên minh bây giờ rất cường đại, nhưng là nếu là thượng đẳng giới không liên thủ đối phó, đấu thần liên minh cũng là khó mà ngăn cản. Mà những cái này thượng đẳng giới không số 1, liền muốn thuộc về thiên tàng vương giới không, minh giới. Nhưng là minh giới nhưng xưa nay không hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử, càng là xưa nay không thông qua vạn giới tranh bá thi đấu loại này tranh tài đến mời chào cường giả. Đồng thời minh giới là không cho phép người khác xuất nhập, cho nên minh giới tại vạn giới bên trong, thậm chí toàn bộ giới không đều là một cái bí ẩn. Chân chính tiến vào người ít càng thêm ít, coi như có thể gia nhập vào cũng chưa từng lộ diện, mà trong đó cường đại hạng người lại là rất nhiều, đấu thần liên minh từng có lúc cũng đi tìm minh giới phiền phức, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, đấu thần liên minh thua vô cùng thê thảm, đến tận đây về sau, đấu thần liên minh liền cực ít trêu chọc minh giới. Mà minh giới tồn tại cũng cực lớn hạn chế đấu thần liên minh bá đạo phách lối khí diễm. Nhưng thời gian qua đi đã lâu, đấu thần liên minh trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, đã là trở nên càng ngày càng mạnh, có lẽ đấu thần liên minh đang chờ đợi có thể thống trị vạn giới ngày đó. Lại là một con đấu thần liên minh chân chó, có lẽ cái này đấu thần liên minh cường đại khiến người có chút phiền não, được rồi, trước hết giết ngươi, giải giải tâm đầu chi buồn bực. Tiêu Viêm nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, thân hình khẽ động, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức chính là chớp mắt ngưng tụ. Như thiểm điện lướt ầm ầm ra, ánh lửa ngút trời, hỏa diễm đem Trạch Dịch quanh thân có thể tránh lui không gian đều phong kín. Nhìn qua bạo lướt mà đến Tiêu Viêm, Trạch Dịch bàn tay một nắm, trong tay một thanh hình rắn chi kiếm xuất hiện, hàn quang lộ ra, từ hắc sương mù quay quanh trong đó. Tiêu Viêm xích ảnh đầy trời,
mà Trạch Dịch kiếm trong tay ảnh giống như rắn chiều, uốn lượn khúc nhiều. Vung ra đi kiếm quang, đúng là mềm dẻo như rắn thân, hai đạo lực lượng tại không trung xen lẫn, xô ra đống lửa tung tóe. Ba tinh đấu tiên dù sao cũng là ba tinh đấu tiên, loại lực lượng này công kích quá yếu, ngươi nếu không lộ ra át chủ bài, ta sợ ngươi liền không có hoàn thủ cơ hội. Trạch Dịch lắc đầu, cười lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Tiêu Viêm quanh thân linh khải hộ thể, trong cơ thể huyền lôi dày đặc, hai tay bên trong lôi quang lấp lóe, cùng hỏa quang đan vào với nhau. Vực giai đấu kỹ thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức nhanh chóng vung vẩy, đầy trời xích ảnh chớp mắt mà ra, xích ảnh bên trong không chỉ có hỏa quang, còn kèm theo điện quang, cả hai năng lượng đan vào lẫn nhau va chạm, hủy diệt tính năng lượng phát ra trận trận chói tai tiếng nổ, che ngợp bầu trời càn quét mà ra. Hiển nhiên, nương theo lấy Tiêu Viêm thực lực tiến bộ, cùng đối lôi thần truyền thừa dần dần minh ngộ, đối với trong cơ thể lôi đình chi lực, nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Xích ảnh lôi cuốn lấy hỏa quang cùng lôi quang chậm rãi dưới, bốn phía cự thụ bị sinh sôi chặn ngang bẻ gãy. Kia Trạch Dịch ánh mắt đây mới là có chút ngưng lại, đúng, muốn nghiêm túc, nếu không, ngươi liền không có hoàn thủ cơ hội. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian giải quyết hết các ngươi, thời gian kéo lâu, đối với chúng ta cũng là bất lợi, chẳng qua quên nói cho ngươi, ta cũng không phải bốn tinh đấu tiên sơ kỳ, mà là trung kỳ, hôm nay chính là để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là bốn tinh đấu tiên trung kỳ lực lượng. Ta nhìn có thể hay không một chiêu liền đem ngươi oanh sát. Ma giao thôn thiên thuật. Trạch Dịch phần lưng có chút chắp lên, thân thể hung hăng run lên, mãnh liệt tử hắc khí tức, chính là giống như là núi lửa phun trào. Từ nó phía sau phun ra, cuối cùng điên cuồng ngưng tụ, tại kia tử hắc khí tức bên trong, hóa thành một đầu trăm trượng ma giao hư ảnh. Ma giao hư ảnh chỉ có đầu lâu, trên thân toàn thân lân phiến hiện lên tử hắc thông thấu sắc, nó mọc ra miệng lớn, phun hắc khí, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, tản ra dọa người khí thế. Cái này ma giao chính là Trạch Dịch tu luyện chi đại đạo, cùng bình thường đấu kỹ chỗ ngưng tụ hư ảnh hoàn toàn khác biệt, tại cái này ma giao hư ảnh bên trong, tràn ngập cường đại hung sát chi khí, nhìn qua liền cùng long ý chỉ có thể ngưng tụ một loại đầu lâu bản thể, giống như đến từ viễn cổ thần mang thai, cực kỳ dọa người. Ma giao hư ảnh phát ra lạnh tê thanh âm, sắc khí ngập trời, mọc ra hai cây cự dáng dấp răng độc chính là ầm vang nhô ra, miệng lớn phía dưới. Đem thiên xích vô ảnh đều thôn tính tiêu diệt, sau đó mang theo tử hắc khí tức, xé rách không khí, ẩn chứa dọa người khí thế, mạnh mẽ hướng phía Tiêu Viêm há miệng mà đi. Bực này thanh thế, bình thường ba tinh đấu tiên tuyệt không đường sống, chỉ sợ một chút bốn tinh đấu tiên đều là khó có thể đối phó. Tại năm sắc của linh tuyền bên cạnh, đã có mấy chi đội ngũ ở trong tối từ quan sát song phương chiến đấu. Mà trông thấy đến từ Trạch Dịch cái này long trời lở đất ma giao hư ảnh lúc, ánh mắt bên trong đều che kín vẻ kinh ngạc, nháy mắt bỏ đi đánh lén suy nghĩ. To lớn miệng rắn gào thét mà đến, một đạo kinh lôi chấn thiên động địa nổ vang, lại lần nữa vang vọng bốn phía, Tiêu Viêm thân hình đứng lặng. Giờ phút này hắn đã là vận chuyển thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm biết được, một kích này, đôi bên đều là muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể. Tiêu Viêm trong mắt, đồng dạng cũng là hung quang phun trào, nhìn xem khí thế kia mãnh liệt ma giao hư ảnh. Song trường của hắn bên trong đã là tràn ngập mấy chục đạo hỏa liên, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không đình chỉ ngưng tụ hỏa liên, hắn biết, những cái này hỏa liên chỗ bộc phát uy lực còn chưa đủ đối kháng cái này ma giao hư ảnh, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải ngưng tụ ra càng nhiều. Hỏa liên ngưng tụ tốc độ phi thường nhanh, cho đến hai quyền bên trong, cộng lại chừng một bách đạo hỏa liên về sau, Tiêu Viêm lúc này mới đình trệ ngưng tụ. Bởi vì Tiêu Viêm thể xác đang mạnh lên, thực lực của hắn cũng đang mạnh lên, cho nên thiên hỏa hỏa liên uy lực cũng tương tự tại tăng cường. Mà tịch diệt hỏa liên loại này mượn hủy diệt lực lượng cơ thể thủ đoạn công kích, mặc dù cường đại, nhưng tương tự cũng rất nguy hiểm. Tiêu Viêm nhất định phải khống chế tốt, không thể hủy đi nhục thân của mình, không phải rất có thể cánh tay của mình đều sẽ bị hủy hết. Một khi không có giải quyết hết đối thủ, như vậy hắn khả năng liền thật khó mà xoay người. Mà cái này độ rất khó khống chế. Song quyền bên trong đều cầm 50 đạo thiên hỏa hỏa liên, cái này dù không phải Tiêu Viêm cực hạn, nhưng đã là gần như cực hạn, lực lượng như vậy, đối phó ma giao hư ảnh, Tiêu Viêm trong mắt che kín tự tin. Thiên hỏa cùng lôi đình kết hợp, dạng này bạo tạc lực lượng, đã như vậy, liền cho ta toàn lực bạo phát đi ra đi. Tiêu Viêm trên hai tay, lôi quang gào thét, xương cốt, kinh mạch đều là bị chiếu sáng trưng, Tiêu Viêm trong mắt một vòng hồ quang điện lấp lóe, mà đồng tử bên trong thì có nhân lại hỏa diễm thiêu đốt. Tóc càng là không gió mà bay, thân thể một bước phóng ra, hóa thành một vòng trường hồng, song quyền hướng phía kia ma giao hư ảnh, trực tiếp mà đi. Hỏa quang cùng điện quang đan vào lẫn nhau, bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng tại mảnh này hắc ám xâm lâm bên trong vang vọng. Một loại mắt trần có thể thấy năng lượng thủy triều mang theo nồng đậm uy áp, trong bóng đêm khuếch tán ra đến, thủy triều những nơi đi qua, cự thụ đều là hóa thành vỡ nát. Thật sự là buồn cười, dám lấy thân xác lực lượng cùng ta cái này ma giao hư ảnh cứng đối cứng, quả thực là đang tự tìm đường chết. Trạch Dịch nhìn chằm chằm song quyền bốc lên hỏa diễm cùng lôi quang Tiêu Viêm, mặc dù hắn cảm thấy Tiêu Viêm trên thân không tầm thường chấn động, chẳng qua trong mắt vẫn lộ ra vẻ châm chọc, hắn vẫn như cũ tin tưởng mình ma giao hư ảnh Tiêu Viêm căn bản không có khả năng đón đỡ được. Hắc ám xâm lâm bên trong,
Tại kia giữa không trung, Ma Giao hư ảnh khí thế ngơ ngác, miệng rắn tràn ngập tử hắc khí độc, tản ra kinh hãi khí thế, phảng phất cái này một hơi phía dưới có thể đem hắc ám đều nuốt vào trong miệng. Ngươi cái này Ma Giao hư ảnh hoàn toàn chính xác không yếu, chẳng qua vẻn vẹn như vậy, ngươi liền cho rằng có thể một chiêu giải quyết ta? Sợ ngươi thật quá mức tự tin một chút. Tiêu Viêm trong mắt lãnh ý phun trào, nhìn qua kia trong chốc lát khí thế hoảng sợ Ma Giao hư ảnh, lôi cuốn lấy lực lượng cường đại nắm đấm đã vạch phá hắc ám, đột nhiên oanh ra. Ngón tay tại huy động thời điểm, bóp nát kia trong tay 50 đạo thiên hỏa hỏa liên, nhất thời, tại một vùng tăm tối bên trong, Tiêu Viêm nắm đấm giống như một vòng hỏa diễm mặt trời. Trong bóng tối, hai đạo hung hãn khí tức đều là tại cùng bạo vô cùng năng lượng chấn động càn quét dưới, mạnh mẽ đụng vào nhau. Kia một chớp mắt, toàn bộ trong rừng rậm vang lên một đạo tiếng vang, lệnh toàn bộ rừng rậm giống như đều run lên. Ma Giao hư ảnh to lớn đầu lâu miệng lớn bên trong, từ hắc tia sáng bạo dũng, lạnh tê thanh âm không ngừng vang vọng, Tiêu Viêm hỏa quang cùng nó điên cuồng đối oanh. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, một cỗ cực đoan lực lượng kinh người càn rỡ điên cuồng càn quét ra, quanh mình cây cối một lần lại một lần lọt vào hủy diệt. Mà một chút núp trong bóng tối đội ngũ, cả kinh liên tục tránh lui ra, sợ bị cái này năng lượng cường đại chấn động trong nguy hiểm. Trong bóng tối, từng đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai thân ảnh, về phần một bên mấy chục người giao chiến, tại Tiêu Viêm cùng Trạch Dịch đối kháng dưới, đều lộ ra ảm đạm không đáng chú ý. Chú ý tới Tiêu Viêm trên ngực màu vàng đại kiếm, chính là biết được, đây là tiên tiến nhất đến xếp thứ nhất, mà Trạch Dịch, trên ngực thì là một thanh màu bạc đại kiếm, chính là nhóm 2. Trông thấy Tiêu Viêm màu vàng đại kiếm về sau, đều là kinh dị vô cùng, xếp thứ nhất đại biểu cho đội dự thi ngũ mạnh nhất một trong. Chẳng qua Tiêu Viêm trên thân mặc dù chỉ có 3 tinh đấu tiên khí tức, chẳng qua bạo phát đi ra lực công kích, đã là đủ lệnh tứ tinh đều là muốn nghiêm túc đối đãi. Ta nghe nói kia vô ý chiến đội chính là duy nhất một chi đến từ hạ đẳng dưới không chiến đội, hẳn là. Kia lồng ngực mang theo màu vàng đại kiếm người chính là trong truyền thuyết đến từ hạ đẳng dưới không hắc mã. Ngươi nói đúng vậy, vô ý chiến đội. Trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chăm chú lên đánh lửa nóng thân ảnh, truyền đến từng đợt lạnh tê thanh âm, hiển nhiên bọn hắn chỉ là nghĩ quan sát, cũng không muốn nhúng tay chiến đấu như vậy. Tiêu Viêm hỏa quyền mang theo điện mang, đối Trạch Dịch Ma Giao hư ảnh lại lần nữa nổ tung mà đi, lại một lần nữa kịch liệt va chạm. Kia Ma Giao hư ảnh chính là trì trệ, hỏa diễm càn quét ra, cường đại thiên hỏa điên cuồng thôn phệ mê muội Giao hư ảnh, dần dần Ma Giao hư ảnh lại có tán loạn ý tứ. Gia hỏa này, Trạch Dịch trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn, Trạch Dịch sắc mặt trở nên xanh xám, cũng là nhịn không được khẽ cắn môi, cùng Tiêu Viêm động thủ. Trạch Dịch đã không có lưu tình chút nào, cái này Ma Giao hư ảnh đã là hắn tự nhận là mạnh nhất một cái sát chiêu, nhưng không nghĩ tới, liền dạng này đều là không làm gì được cùng Tiêu Viêm. Thực lực của ta dù sao so với ngươi còn mạnh hơn một cảnh giới, chiến đấu như vậy tiêu hao, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Trong mắt hàn mang lấp lóe, Trạch Dịch thủ ấn biến ảo, càng thêm nồng đậm từ hắc tiên chi nguyên khí bắt đầu từ nó trong cơ thể càn quét mà ra. Sau đó đều tràn vào vậy sẽ phải sụp đổ Ma Giao hư ảnh. Chợt chỉ thấy, kia Ma Giao hư ảnh đúng là tiếp tục bành trướng thêm một vòng, mà Trạch Dịch sắc mặt cũng là nháy mắt trắng bệch, hiển nhiên hắn như thế cách làm cũng là nhận không nhỏ phụ tải. Tiêu Viêm nắm tay phải phía trên, hỏa diễm dần dần nhạt đi, thon dài thân ảnh đứng lặng giữa không trung. Sau đó ánh mắt nhạt nhìn xem kia tiếp tục bành trướng thêm lên Ma Giao hư ảnh, ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, quyền trái phía trên, hỏa diễm vẫn như cũ bốc lên. Vừa mới đánh lui Trạch Dịch Ma Giao hư ảnh, chỉ vận dụng nắm tay phải, mà quyền trái giờ phút này, tùy thời chờ đợi bộc phát. Tiêu Viêm tay phải nổi lên thanh tử chi sắc, dù sao thiên hỏa hỏa liên trong tay nổ tung lực lượng quá mức cường đại một chút. Dù là Tiêu Viêm lực lượng của thân thể rất mạnh cũng là có chút khó mà chống cự, nhưng mà Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc thời điểm, tay phải ở giữa, thiên hỏa hỏa liên chính là lại lần nữa ngưng tụ. Chợt, chính là có vài chục đạo thiên hỏa hỏa liên ngưng tụ tại Tiêu Viêm đã trở nên tím xanh tay phải bên trong, sau đó ánh mắt chậm rãi nâng lên. Trong đôi mắt, tử ý lấp lóe, bờ môi có chút mở ra, một hơi tử khí chậm rãi phun ra, Tiêu Viêm trong cơ thể tiên chi nguyên khí lập tức trở nên táo động. Tử kim cuồng bạo. Tiêu Viêm khí tức lập tức bạo tăng, dường như không cảm giác được tay phải đau đớn, ngưng tụ hỏa liên bàn tay lại lần nữa nắm chặt. Đây là chính là của ngươi át chủ bài rồi sao? Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, nhìn qua kia vẫn còn tiếp tục căng phồng lên đến Ma Giao hư ảnh, Tiêu Viêm trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Thân hình tử khí, hỏa quang, điện mang vờn quanh vào một thân, khí thế kinh người như đạn pháo, trực tiếp đánh phía kia Ma Giao hư ảnh. Kinh người âm thanh lớn vang vọng, Tiêu Viêm thon dài thân ảnh, song quyền phía trên hỏa quang cùng điện mang đều bộc phát, toàn bộ cánh tay trái huyết nhục tựa hồ cũng là hóa thành lôi điện, phát ra suy suy tiếng nổ đùng đoàng, sức mạnh đáng sợ cũng là từ trên nắm tay tràn ngập ra. Tại Tiêu Viêm bóp nát quyền trái bên trong hỏa liên thời điểm, mãnh liệt hỏa quang lại lần nữa phun ra, tại Trạch Dịch ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hắn kia bành trướng Ma Giao hư ảnh đúng là bị đẩy lui ra, hư ảnh bị hỏa quang cấp tốc thôn phệ, dường như liền phải bị Tiêu Viêm hỏa diễm đốt thành hư vô. Đáng chết, bạo cho ta. Trạch Dịch thấy thế, trong lòng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng.
Kia ma dao hư ảnh chính là cấp tốc căng phồng lên đến, kia đầu rắn lại lập tức như là một cái xương bóng, mắt thấy là phải nổ tung lên. Phịch một tiếng, ma dao hư ảnh đúng là trực tiếp nổ tung lên, cùng tử hắc lực lượng hình thành lực lượng cường đại càn quét Tiêu Viêm. Mà phát ra lực lượng cũng là đem bốn phía san thành bình địa, chỉ còn lại ở giữa kia trụi lủi năm sắc cổ linh tuyền. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 159 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.